Vivi. Dạ vâng, xin được kính chào tất cả các anh chị em, tất cả các quý vị khán thính giả và tất cả các bạn đã quay trở lại với em Hoàng trên kênh ô tô Vlog. Vâng, hôm nay em xin được giới thiệu các anh chị em một siêu phẩm anh chị em nhé. Mặc dù là gần 10 năm tuổi anh chị em ạ, nhưng mà sự bền bỉ cũng như là chất lượng xe vẫn đạt được đến độ là tinh xảo nhất định anh chị em nhé. Đấy, đây là chiếc Toyota Fortuner máy dầu số sàn sản xuất năm 2013 anh chị em ạ. Đã lên form mũi hổ này anh chị em ạ, mũi thở này, đặc trưng riêng của dòng Toyota Fortuner máy dầu đời từ 2016 trở về trước anh chị em nhé. Đó, rất là đẹp, màu bạc này rất là hợp với anh chị em nào mà mệnh kim nhá anh chị em nhá. Đấy, la răng cũng màu bạc luôn. Đấy, tạo một khối thống nhất. Về nói chung là chiếc xe này nếu mà anh chị em lăn bánh trên đường thì mọi người sẽ cảm thấy là đẹp hơn so với những chiếc đời 25 26. Cái 25 26 thì la răng đã được sơn đen lại anh chị em ạ. Đó, ok, mời anh chị em chúng ta cùng tham quan một chút bên trong nội thất nhá. Đấy, nội thất thì đã được lên ghế da anh chị em ạ. Ghế da rất là đẹp đây. Đó, ghế da màu be kem sữa. Vì là đời 2013 nên là chúng ta cũng chưa có nhiều đồ chơi, nhiều công nghệ trang bị trên xe anh chị em nhé. Ví dụ như chìa khóa vẫn là chìa khóa cơ. Và màn hình giải trí thì vẫn là màn hình giải trí FM kết hợp với đầu DVD. Đấy, điều hòa cũng là điều hòa chỉnh cơ anh chị em ạ. Đấy, hộp số sàn đây, hộp số sàn 6 cấp. Đấy, có cảm biến hỗ trợ lùi. Đấy, anh chị em nhé. Rồi, chúng ta sẽ nghĩa một chút về hàng ghế sau nhé anh chị em nhé. Đấy, vẫn là thiết kế rất là truyền thống anh chị em ạ, để tiết kiệm tối đa diện tích cho hàng ghế người ngồi sau. Đó, ở trên thì vẫn là cái cửa gió điều hòa. Đấy, giờ dưới này thì chúng ta có thêm cái giá để cốc ở đây anh chị em nhé. Đó, còn hàng ghế thứ ba thì chúng ta vẫn là phải gập lên để chúng ta có thể chở thêm nhiều đồ ở dưới này anh chị em ạ. Đó, đấy, một chiếc xe SUV 7 chỗ máy dầu số sàn, giá cũng tương đương, rất là rẻ thôi anh chị em ạ, chỉ hơn 600 một chút thôi anh chị em nhé. Đó, 600 một chút chúng ta có một chiếc xe SUV gầm cao. Đấy, ok anh chị em ạ, chiếc xe này thì bên em đang mong muốn với mức giá là hơn 600 một chút. Anh chị em nào có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì cứ liên hệ qua em, số điện thoại 0983322508 em sẽ để trên màn hình nhé. Và có nhu cầu muốn đến với em Hoàng để trải nghiệm chiếc xe Toyota Fortuner này, hãy gọi điện cho em và đến với Vương quốc gầm cao anh chị em nhé. Hiện tại đang có hơn 70 đầu xe cơ anh chị em ạ, 70 đầu xe. Đấy, về chiếc nào hết chiếc đấy anh chị em nhé. 70 đầu xe đang sẵn sàng chào đón những chủ nhân mới. Đấy, ok, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong chương trình tiếp theo.